Oh, it's recording. Okay. Yes. All right. Hey everyone, how are you? Okay, lớp này hôm nay buổi livestream mình giúp các bạn những bạn ưu tiên cho những bạn mới học tiếng Anh hoặc là học tiếng Anh một thời gian rồi mất gốc xong rồi trở lại học tiếng Anh. Lớp này nếu bạn nào advanced thì cảm thấy hơi dễ, okay? Mình muốn thử xem cái có giúp ích được các bạn những bạn mới học tiếng Anh không? Trong tương lai mình có thể chia hai trong tuần, ví dụ mình giúp các bạn hai buổi, buổi là những bạn mới học tiếng Anh, buổi là những bạn học tiếng Anh sành điệu rồi. Okay, so yeah, để coi xem như sau. Alright, so lớp cơ bản hôm nay ít nhất các bạn đã học tiếng Anh một chút, just a little bit. Yeah, cũng hơi hơi tí xíu thôi chứ không phải là chưa bao giờ học tiếng Anh nha. Cái đó hơi hơi mệt. Okay. So, trong này có những bạn nào yếu tiếng Anh không vậy? Mình biết chị Hảo là sành điệu rồi đó. And then Sally nữa. Okay. Yeah, bạn nào Chị là lên yếu nhất tiếng? đấy. Bạn nào lên Chỉ tiếng? có em thầy ơi, thầy nhất Okay. là yếu tiếng Anh ạ. Yếu Có tiếng em là Anh. thầy ơi. Okay, alright. Hồi đó giờ có học tiếng Anh qua chưa? Ít nhất một thời gian vài tháng không? Có Dạ vài có. tháng không? Có, ok, good, good. Xong rồi trở lại phải không? Ok, good. Alright, so mình muốn hỏi các bạn, I want to know what do you want? Mình muốn biết rằng các bạn muốn gì? Ngữ pháp, phản xạ, phát âm, ví dụ các bạn cho mình, ví dụ những cái gì mà các bạn muốn mình giúp đi, để mình viết xuống rồi để mình nghiên cứu. Làm gì những bạn À, mới bây giờ lên tiếng từ viện, giao ok. tiếp, giao tiếp đơn giản phản xạ được Ok. các thầy. So giao tiếp. Dạ Ok. em Right. phát âm thế ạ. À, phát âm thầy ơi, phát Phát âm yếu âm. lắm. Ok, Dạ sure. thầy ơi, có Fine. thể lên được B2 không ạ? B2 là cái gì? Oh. IELTS. Oh, IELTS. Oh, B2 là làm sao? Là Theo có mình ba biết. cái khung. Dạ Oh. level. Dạ đúng rồi, từ thấp tới cao, bắt đầu là A1, A2, Yeah. B1, Okay. B2, C1, C2. Recency 2. I see, I see. Yeah, mình thật sự không có theo chương trình IELTS. Mình không biết như sao. Cái đó là phải học riêng. Tại vì mình chưa nghiên cứu IELTS. Yeah, cho nên I'm not sure. Okay. And then một bạn trong chat diễn sau. Oh, giao tiếp ngữ pháp. Ok, ngữ pháp nữa ha. That's everything. Ok, so từ vựng giao tiếp. Ok, yeah. Just, hôm nay mình cũng làm mấy cái này mà chắc mình reduce đi chậm chậm tí xíu cho những bạn. Sợ các bạn học chán với lại bị bỡ ngỡ nếu mình để level cao quá. And daily conversation, ok, giao tiếp. Yep, daily conversation right here. Ok, so daily conversation. Ok. Okay, no problem. Okay. Thầy ơi, Yes. dạ còn xíu nữa thầy cho Còn gì nữa? à, thầy cho em hỏi trên cái kiến xíu là có nghĩa là mình khi mà mình nghe người khác nói tiếng Anh với mình á thì mình nghe mình hiểu Right. và cái câu trả lời của mình đó nó cũng có hiện trong não mình rồi nhưng mà Right. mình nói ra được luôn, không Mà thể nói nói không được. được hả? Dạ nói không được. Yeah, cái đó phải luyện thì ok, we'll try. Ok, bạn bạn đó tên gì vậy? What's your name? Dạ, em là Thanh Thảo ạ. Thanh Thảo, ok, để một hồi mình thử đi nha. Ngoài Thanh Thảo, nếu mình quên Thanh Thảo nhắc mình đi một hồi, lên tiếng Dạ, nhắc cảm ơn mình thầy. luyện cái đó, tại một hồi mình có một cái conversation trong này. Ok. Cảm ơn thầy. Rồi, giao tiếp trong môi trường business, trời. Chưa hết business thì mình còn chưa rành về mua giao tiếp business huống chi. Listen. All Listen. right. Okay. Just want to warm up. Warm up là cho nóng máy, ok, để cho nóng nóng não tí xíu. Okay, let's do a warm up. Let's do a simple story together. Cái chuyện đơn giản, câu chuyện đơn Simple giản. story. Yeah, simple là đơn giản. Okay. Simple. Yeah, làm như cái câu hỏi đó, cái câu trả lời đó đơn giản thì mình nói là gì? Simple answer.
Câu trả lời đơn giản như thế. Symbol day là gì? Ngày đơn giản, ngày Yeah, bình ngày đơn thường, giản. Ok, yep. ngày Right. bình Còn ngược lại chữ simple là gì? Ngược lại rắc rối. không lại Uncomfortable. complicated Complicated hay education. Ok. Complication. Rồi, cho bạn phải âm thủy nha. Complicated. 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 Yeah, ok. Complicated. Rồi, sao các bạn mới học tiếng Anh, những bạn mới học tiếng Anh, don't worry, mấy cái Complicated. này Complicated. đừng có bị stress Complicated. quá. Complicate, complicate, mình viết phiên âm nè. Complicated. Complicated, đây ta. Ok. Complicated. Very good. Yeah, các bạn phải thử đi. Complicated. 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 Yeah. Complicated. Complicated. Very good, yes. Nào, cái quan Complicated. trọng khi mà các bạn muốn pha âm sành điệu trong tiếng Anh á, nhìn vậy không có dấu, mà thực sự tiếng Anh nó có dấu nha. Nó có lên xuống giọng. Đa số là cái âm này nó phải như vậy Xuống. nè. Hey. Ok. Complicated. Complicated. Các bạn nghe thầm pha âm thử đi. Complicated. 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 Đúng rồi. Hey, nhớ sử dụng nha. Complicated. Hey, để thấp giọng. Complicated. Very good. Yeah. Very nice. Complicated. All right. So let's do a story together. Các bạn giúp mình tí xíu. Ví dụ cái câu. Waking up in the morning. Ví dụ mình muốn nói rằng là sáng nay tôi dậy 6 giờ. Nói làm sao? Các bạn... Nếu các bạn không có tham gia Yomiro, ít nhất các bạn cũng tưởng tượng trong trong não là cái câu nhìn sao nha. Sáng nay tôi thức dậy 6 giờ sáng. Right, so tháng sáng nay là gì? I wake up This this morning. morning. Yeah, This this morning. 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 I morning. wake up Morning. six I got up. o'clock. This morning. Ai gì? Morning. Không có I wake. Tiếng Anh, nếu những bạn mới học get tiếng up Anh. quicker this Chữ gì? morning. Woke. Woke up. Walk. Right. Hoặc là got Walk. up. Right. So mình, trong tiếng Anh, cho những bạn mới học tiếng Anh, khi mà các bạn kể chuyện, đa số phải dùng quá khứ. Cho nên mình hay nhắc các bạn, nếu các bạn học tiếng Anh, các bạn phải học quá khứ. Quan trọng nhất luôn á trong tiếng Anh là cái dạng quá khứ của từ vựng. Cho nên các bạn đừng đừng có quên cái điều đó. Ok. Yeah, mình biết là các bạn học cái chữ wake trước, mà thật sự khi dùng dùng cái chữ woke nhiều hơn chữ wake. So just be careful, ok? Okay. So just be careful. So this morning I woke up đi. Okay. 6 giờ sáng là gì? 6 giờ. o'clock. At 6 a.m. 6 a.m. All right. Okay, trước hết bạn nào gặp trở ngại câu này? Các bạn nào lên tiếng cho mình không? Gặp trở ngại để cho mình biết cái level thôi chứ không có gì hết á, để mình biết cái level nhóm mình. Okay. Alright, so this morning là buổi sáng nay. I woke up, right? So bạn nào hồi nãy lên tiếng á, đọc nguyên câu này giùm mình thế đi. This morning I This woke up morning at 6 a.m. I Very good. A nó lại nha, AM, AM. woke up at 6 a.m. At, at. This 6 a.m. morning I Very good. woke Phát âm chữ này, up bạn phát âm chữ này. 6 a.m. Thì chữ cái của tiếng Anh chữ này là gì? A. Đừng có A, nó là A. Làm như A, khỏe không? Y A, chang tiếng Việt vậy đó. A. A, A, Làm như chữ ế vợ vậy đó. A, Ế vợ. Mà không có dấu sắc, ok? Sợ nó gì nè? A. Ok? A, Đúng rồi. Rồi, AM. A, Đúng rồi, yes. À, không có A, A nha, đừng có A. Nó là A. A,
Ê, khỏe không? Ê, Ồ, vợ, it's bỏ vô sắc là good. cái chữ đó càng ngày sau mình nghe càng buồn ghê luôn á. Ê. Alright. Cái chữ nào? One day without Ok, how wishing about this one? Chữ presents. này. B. 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 Very B. good. Yeah, so nó vậy đó. B làm như cái người tên B vậy đó. Ví dụ ấy, B chăng B. cái đó. Ok. G. B. Ok, chữ này. B. Chữ này là B. gì các bạn biết không? S. H. H. S. H. Ok. Nhớ chờ H. nha. H. 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 Đúng rồi, H. H. Ok. H. Người Anh H. đó, họ phát âm á, hoặc là người H. Úc họ phát âm là H. H. Ok. Người Mỹ là H. Ok, H. H. Very good. H. H-I-J. H. Ok. Oh H. yeah. Cái này, chữ này. L. Oh, cái chữ mà I. chữ Y của tiếng Việt á là gì? I. Ai, I. ai, ai đó. Ok, I. đừng có chỉnh miệng lại. Just say I. I. I I. love you. Ok. I love I. you. Yes, me too. Okay, how about this one? K, K, K. K, 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 đơn giản lắm, giống y chang tiếng K, Việt vậy đó. K. K, K, ok, chữ K, K, L. Oh yeah, chữ này. Ok. K, L, 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 L. Nó như L, L của tiếng Việt vậy đó. L, Đừng có L quá, just L, L nhẹ thôi. L, ok. L, J, K, L, L, M, N. L, Ok, I, how about chữ này? K, L, O. O, 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 O. O. Ô kìa, ô, đơn giản lắm, ô, đừng có chỉnh Oh. miệng lại, đừng có ô hay gì, just Oh. ô, ok, Oh. Oh. and Oh. OP, ok, ô, chữ này, Q. các Q. 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 bạn phạm chữ này đi, Q. Q. y chang, Q. ok, Q, Q. Q, R, Q. T, Q. chữ này, Q. Q. T, Q. T, T. T. T, T. T, T. U, chữ này, U. U, U. U, U, U. đừng có U, U. U, âm dạ, U. U. U, U, U. yes, U. okay, how U. about W. this W. one? W. W. U. W, right. W. Double là gấp W. đôi chữ này. W. Chị Hảo hình như bên Đức W. là double V phải không? Hay W. là double V? W. Không biết chèo không? W. Không biết chèo còn đó không nữa. Ok. W. Alright. W. W. Đó, W. double. Để mình phiên âm cái chữ này. W. W. Yeah, W. the. W. W. Yeah, đúng rồi đó. W. The. Ôi trời, sao ta? W. Double. W. W. Right. W. Okay, W. how W. about chữ này? W. Oh yeah, Y. chị Hảo bên chị là Y. W hay là Oh yeah, no, tiếng Đức Không, là V V, V, đúng rồi, thôi. V. That's right. W. Tiếng B Pháp, mới là W, đúng rồi, tiếng Pháp mới là W. Còn bên chị Đức là chữ chữ V không? Huh? B. Y. Cái này là gì? Y. Why làm như Y. why tại sao vậy tiếng Anh giống y chang luôn Y. chữ này với chữ này phát âm giống y Y. chang luôn ok Y. chữ Y. này Z. yeah tiếng Anh phát âm nó Z. là Z. z z Z. Z. người Úc với lại người Canada người Anh thì phát âm nó là z cho nên các bạn có thể nghe z nó người Mỹ đặc biệt người Mỹ là z Z. 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 Ok, alright. Oh, có Z. anh chị nói trên này. Z. F, F. very good. F. Anh chị này luôn. G. J. 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 Alright. J. Let's get, yep, let's get through that. Very good. So, AM. Alright. Bạn nào nghe đang nghe tin tức. Alright. Ok. Đó là tôi
Tôi đánh răng và tôi ăn sáng này sao? I I brush my brush teeth my and chữ have brush breakfast. này đặc biệt nó I là cái take gì? and brush. Brush. Quá khứ I brush mai gì? my teeth morning Đừng có teeth, nó là teeth, kéo dài ra teeth. Và tôi ăn sáng là gì? Và tôi ăn sáng không có ý. Ok, fine. Hat. Ok, well, eight. Ok, fine. Cái nào cũng được đó. Ok, breakfast. Very good. Ok. Bạn nào không có biết chữ này không? Như có bạn nào không không biết mấy chữ trong này không? Anybody? Em không biết ạ. Ok, alright. Nhớ viết xuống nha. Các bạn nhớ đem sổ theo trong buổi học để viết xuống mấy cái từ này thông dụng rất là nhiều. And Right. house. So brush, cho bạn phải chữ này brush. 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 Phải nhớ, các bạn phải nhớ sh nha, không có sh là người bản xứ sẽ không có nghe luôn á. I brushed. Now, khi cái chữ brush này đó, nó cái ed á, nó phát âm hơi lạ tí xíu. Mình muốn các bạn phát âm để cho quen miệng, ok? I brushed. Thế đi, brushed. Ok, so nó phát âm gì nè? Brushed. Đúng rồi, quan trọng có cái sờ, cái xong thêm cái thờ cái nữa. Brushed. Okay, good. Okay, good. Hơi chậm phải không? Okay. Okay, còn bạn hồi nãy lên tiếng là không biết mấy chữ này đó, nói thử đi. Brushed. Nó lại brushed. Very good. Hey, yes, good. Tiếng Anh có một chữ nữa, đừng có lo, đừng có lo. Mình muốn nghe các bạn phát âm đây. Chữ này là rush. Nó lại đi. Rush. Right. Môi, cái môi cho cái hơi ra, đừng có khép môi lại. Chữ này rush. 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 Yep. Không phải chữ này. Fish. Very good. So tiếng Anh á, những cái chữ mà có âm sure thôi, các bạn phải phát âm nó, okay? Brush. Okay, brush. Chữ này các bạn phải âm teeth. Teeth. Oh, very good. Đừng có tiết nha, không có âm tay tiết, nó là âm thở, teeth. Ok, đọc lại. I brushed my teeth. Very good. Ok, so bạn hồi nãy đó nói mà không hiểu cái chữ này đó, nói lại cho mình muốn nghe bạn đó thì ai gì? I brushed my teeth. Very good, yeah. Thank you. Very nice. Còn tóc là gì? Okay, all right. I brush my hair. I brush my hair. Okay, very good. Cái này là dùng cái bàn chải nha, không phải dùng bàn chải đánh răng nha. Cái này bàn chải tóc, okay. Tại vì nó dùng cái chữ brush luôn. Okay. Mình còn tóc nói sao thầy? À, cột tiếng Anh là gì các bạn biết không? Tie. 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 Right. I tie my hair up hả thầy? Yep. Yeah. I tie quá khứ. I tie my My hair up. hair. Oh. Like that. Yeah. Còn ví dụ em nói ngược lại là I tie my hair down là em thả tóc xuống hả No. thầy? Nó Không có thể hết thấy no. không? I. Cái chữ tie, cái chữ thả lỏng ra là gì? Dễ lắm. Lù Untie my untie hair. Yeah. yes untie Có một chữ nữa. Ok, hồi nãy có bạn, một untie bạn nói I loosen. Đấy, I loosen. lù lù
My hair. But Lotion. don't worry, đừng nghe. I Yeah, chữ này dễ nhớ lotion hơn, right? Tie với untie dễ nhớ hơn. Nhớ hai chữ này đi. Okay. my hair. Yes. I I lotion my hair. Yeah. I Loose là rộng, rộng mình rộng tóc mình ra lotion là yeah. my hair. Yep, Loosen. loosen My hair. Yeah, I I tie my lotion hair up. my I untie my hair. hair. Lotion my hair. Ủa? Các bạn có coi phim không? Kẻ ác đó, kêu gì nào? Tie him up Hay mập cô Thùy thì là cô treo Thùy anh ấy là lên cái cái gì? gì cột anh ấy lại Yeah, cậu bạn ấy lại hả time up. Cậu bạn ấy nhưng lại anh là này là dựa dựa để cái hiện tay lại phía sau luôn á, yeah, cột vô cái ghế luôn cậu á, vậy nói yeah, anh tie lại him up. Okay. Tôi uống một ly cà phê rồi tôi ra khỏi nhà tôi làm sao? I drink coffee. Không có chữ drink, không có drink mà gì? I drank quá khứ. I drank some coffee cũng được mà a cup of coffee cũng được, that's fine, cái nào cũng được đó. Ok. Có một chữ nữa. Ngoài ra chữ drink các bạn có chữ nữa. Chữ gì? Hát. I had some coffee. All right. Ok. Hát. So quan trọng á, là nãy giờ các bạn mình muốn các bạn luyện á, là phải quá khứ. Ok. So it gotta be past tense. Các bạn kể chuyện đó là past tense là quá khứ. Ok. Some coffee. Tiếng Anh khi mà các Hát. bạn yeah khi các bạn kể Past. chuyện mới xảy ra một Intensive giây thức thì các past bạn cũng phải là kể chuyện dùng từ quá khứ nữa, cho nên các bạn phải biết rằng trong tiếng Anh dùng từ quá khứ nhiều hơn là từ hiện tại. Ok, alright, I had some coffee, xong rồi tôi đi ra khỏi coffee. và tôi ra khỏi nhà nữa làm sao? Out. I went outside. Okay, now cái mình biết ý các bạn dịch ra thẳng về tiếng Việt mà went out cái này là như mình đi chơi vậy đó. I went out là đi thong thả, ý nói mình đi làm, mình rời khỏi nhà đó là gì các bạn biết không? Cái bài chữ L, bắt đầu chữ L. I left my house. Right. Okay. So những bạn mới học có biết chữ này chưa? Quá khứ của Lee. Okay, right. Okay. Các bạn thấy chữ này chưa? Leave. Leave là Leave. rời đi. Okay, là Leave. rời đi. Còn đến là gì? Arrive. Come. Come. Viết xuống các bạn, viết mấy từ này xuống. Arrive. Arrive là đến. Okay, right. Arrive. So, quá khứ, đặc biệt quá khứ của chữ leave, nó là chữ left. Okay. Và tiếng Anh nó có cái phiền đó là các bạn thỉnh thoảng mấy cái chữ chữ quỷ này nè, các bạn phải nhớ nó, là nó ngoại lệ, mình phải biết nó thay, người Mỹ cũng phải biết từ nhỏ thay. Hiện tại là leave, còn quá khứ là left. Leave. Bây giờ Leave. mình hỏi người ta nha, mấy giờ bạn sẽ đi là gì? Mấy giờ tiếng Anh là gì? What time do you leave? Mấy giờ bạn What sẽ time đi? do you leave? Ok. Xong rồi người ta nói là tôi đã rời rồi, nói làm sao? I already left already. Cái nào cũng được hết đó. Very good. Yeah, so cái người hỏi dùng chữ leave mà cái người trả lời dùng chữ left nếu họ đã đi rồi. Yeah, so cẩn thận cái đó. Okay. So khi những bạn mới học tiếng Anh các bạn viết trong cái cuốn sổ các bạn chữ leave rời đi, cái xong rồi các bạn gạch cái chữ left nha. Chữ left là quá khứ để cho các bạn nhớ cả hai luôn. Okay. Là như chữ wake với lại chữ walk. Okay. Yeah, so
Ok, so đa số tiếng Anh cái từ quá khứ là các bạn phải cộng cái ed, mà có những chữ nó phải không có phải cộng ed, nó phải thay đổi luôn. Ok, ví dụ chữ play, quá khứ của play là gì các bạn? Blade. Played, Blade. right? Talk, quá khứ của talk là talked. Ok. Yeah, cái này nhớ phải nhớ thầy. So, nếu các bạn mới học tiếng Anh, các bạn đừng có lo. Từ từ các bạn sẽ quen thấy mấy cái này giữa hai chữ này, các bạn sẽ quen. Ok. Yeah, don't worry, có khoảng 1.000 chữ này thôi hả? Loại này thôi. Ok. God. Nếu anh phiền. Cái đó, lần đầu tiên hồi nhỏ mình mới học tiếng Anh đó, mình mới qua Mỹ lúc mà mình 7-8 tuổi mình mới học tiếng Anh, mình học cái từ chữ go với chữ when mà mình muốn nổi nóng rồi nữa. Mình thấy cái anh vô duyên luôn á, like I want to go, tôi muốn đi, cái xong cái quá khứ I went, like, yeah, phiền ghê luôn. Mà cái đó là cái phiền các bạn phải ráng chịu đựng của tiếng Anh nó lạ là cái đó thôi. Okay. Good Tôi đến chỗ làm tôi 8 giờ. Sao? Lên. I arrive Có âm đi không? Có đi không? the Ok. office. Tôi đến chỗ làm tôi. My office at workplace cũng được my nữa. At my at my workplace workplace. workplace 7 giờ sáng là gì? at 8 giờ sáng, 8 giờ sáng, 8 giờ 7 a.m. sáng. Seven a.m. Ok, a.m. mình h nha, các bạn phạm a chữ này hơi h hơi sai. Ok. h h h Ấy h ấy a.m. phải âm y chang vậy đó, các bạn phải âm y chang đi. a.m. 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 ấy ấy am a.m. giờ nó nói vậy đó. Ok, so cái ấy này nó hơi ngắn, tiếng Anh hơi ngắn. 8 a.m. 8 a.m. Yeah, đừng có add ha, không phải add, nó là ấy, làm như anh ấy, chị ấy vậy đó. Cái số 8 này vậy đó. 8 a.m. Ok. a.m. Yeah. a.m. Nó là a.m. ấy. a.m. 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 Đúng rồi. Ấy. a.m. Dạ, yeah. Các bạn nghe kỹ nữa a.m. nha. 8 a.m. 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 Yep. Very good. Còn 8 giờ tối là gì? p.m. 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 Đừng cái ít, không phải là ít nha. Ấy. p.m. 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 Bấm một lại. p.m. p.m. 8 p.m. 8 p.m. Very good. Yeah. a.m. All right. Very good. That's my tea. 8 p.m. Yep. Very nice. 8 p.m. Yep. Tôi ăn trưa 12 giờ. Hay sao? I had lunch at Health. 12 Hôm gì? o'clock. Twelve Nó không phải em. a.m. 12 PM. Ok, all o'clock. right. Hoặc là PM. noon, phải không? Cái chữ này các bạn biết không? Noon, At đấy. Ok. noon. Noon. À. All right. So, mình nghe một số bạn phát âm chữ này sai. Các bạn phát âm chữ này đi. Lunch. Nó chữ này nè. Nó phát âm Lunch. gì nè? I had À. Nó lại đi. À. À. lunch. Okay. Yeah. At. I saw her at school. Ví dụ đi. Nó lại đi. I I saw her saw at her at school. school. I saw her at school.
school. I saw I saw her her at Đừng có school. at, mình cứ nghe mới bạn mới nói at school, không phải là at, nó là I at. saw her Âm at A, school. A, cái At xong các bạn xuống at. morning, I woke up at to at see at a school. very good, yeah. I saw her at At school. I saw I her at saw her school. I saw her at school. Yes. I Mấy cái âm này rất là quan trọng, là tại vì cái âm này khi mà các bạn giao tiếp hàng ngày rất là nhiều. Cho nên các bạn dùng cái chữ này dùng đi dùng là hoài, nếu các bạn nói sai là bị sao hoài đó. Okay, so just yeah. Từ nhưng đọc là gì thầy? Sao? Từ nhưng ấy, bất cả. Người dưng cái này hả? Không, từ nhưng Oh. But. BPUT bất This bất one? bất bờ bất Oh, bất baby, bất oh, yeah. Okay. bất But, xuống giọng. But. bất Yep, bất but. bất bất I like bất him. But I like him he, but ví dụ cái gì, he doesn't like me. Okay. he doesn't like I me. like him but Okay. he does not I like him. But. I Yeah. Yeah, so hai chữ này các bạn nhớ nhớ xuống giọng mà phát âm cho rõ nha. Nó lại đi doesn't at. At. like me. At. But. But. Yeah, nhiều bạn thấy chữ này cái phát âm but, không phải là but. Yeah, nó là but thế à. But. But. Đừng cái at hay gì, nó không phải là at, nó là at. Nó là at. Âm A. A. Cái xong at. Bật Đừng có phát âm t nữa. mày làm gì Khi làm mà bãi nhà kiến nó lý tưởng á, nó phát âm là at. Mà khi mà các at bạn dùng trong câu á, at không có thời gian, không có thời gian để phát âm t, cho nên là at thôi. At. at At. at Nó cái hơi nó lại at at. tiếng Anh được không ạ? At Okay. at từ English thôi. Okay. Thầy có thể Thầy dạy ơi, câu em sau phát đúng âm chưa từ thầy? tiếng Anh ạ, từ Thầy, tiếng Anh câu này là nó bị vô chữ câu S không thầy? câu sau quá thầy. Ủa? I like him, but he's Oh, yeah, sorry. Okay, he doesn't like me, yeah. Yeah, okay. Mình viết sai thử, thử các bạn thì okay. Just testing your skills, okay. All right. Hồi nãy bạn nào nói phát âm tiếng Anh gì đó, làm Wow. sao? À, phát âm từ tiếng English thầy không phát âm được. Cái chữ English đó, hả? English. Dạ. Em À. nói mấy lần bạn em nó cũng hiểu em nói gì. Cái này đó hả? Em. Dạ. Từ tiếng Anh Ok hết chị. đấy. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cái chữ ok. Yeah, cái chữ này. Oh yeah, phát âm đúng rồi đó. I heard you said it. It's good. English. English. Not là English. English. Quan trọng là âm này các bạn phải trong cái họng âm gượng cái English. 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 Yeah. English. Okay, so bạn bạn mà hỏi đó, cái bạn hỏi mới hỏi đó, ok phát âm thử đi, ưu tiên bạn đó thử English. English. Yeah, đúng rồi đó. Nó nhanh gọn English. English. Yeah, đúng rồi. Nhớ nhớ sure nha, nhớ đừng có khép môi lại English. 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 Yeah. Nói là nha, ví dụ English. I speak English, nói lại đi. I I speak Very English. good. À, rồi bạn đó, bạn đó. I I speak English. speak. I Sao em nói mà mấy bạn người Philippines không nghe được thế ạ? À? Mấy Bạn bạn không hiểu nào? em nói gì? Bạn người Philippines ấy. Oh, mấy người đó họ tiếng Anh dở lắm. À thế là thầy. Trời. Nói chơi chứ. Nên là Really? Họ không hiểu hả? họ không I hiểu. understand. Oh, ok, tụi thông Oh, cảm gì nào là thank mấy bạn ở Philippines thì họ tiếng Anh cũng là ngôn ngữ thứ hai cho họ nữa, cho nên tiếng Anh của họ cũng không có bén lắm, cho nên nhiều khi mình nói hơi cứng cứng thì họ cũng nghe cũng chưa rành đó, thì có thể ok Em nói mà là I'm learning English. Nhưng mà họ cứ bảo what's quá sorry, no, cái câu đó nghe rõ sorry. mà. Yeah, you're fine. No, you're okay. Phát âm rõ. Thank Ok, đừng có you. lo. Tại vấn đề là mấy bạn đó theo, ok. Yeah. Dạ, em cảm ơn thầy. Tay của bạn đó vấn đề, ok. Alright. Yeah. Speak English. Như gì? Speak English. English.
Yep, English lúc English. nào? English. Thử đi, nước Anh là gì? England. 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 Okay, very good. England. 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 Yeah. All right, good job. England. All right. England. English. England. English. Okay, đấy. English. Bạn nào English. Hơi yếu tiếng Anh? Bạn nào hơi tiếng Anh? Em ạ. Okay. Bây giờ bạn rủ mình đi ăn trưa đi bằng tiếng Anh. Thử đi. Được không? Can you try? Would you like... Okay. Would you like... I don't know. Would you like đi là gì? Đi là gì? Tiếng Anh là gì? Go. To go. Would you like to go? To go. Uh-huh. To go gì? Ăn trưa là gì? To go have lunch with me. Yeah. Lunch. Hey. With me. Okay. Trước hết, cái chữ này phải âm bị sai. Cái chữ này là word, âm word, làm như chữ chữ what vậy đó. What is your name? Thì dùng cái âm word đó, what, bắt trên đây. Word, nào đây đi. Word. Would you? Would you like? Would you like to go? So, ba cái âm này nó hay đi theo với nhau lắm. Cho nên người bản xứ sẽ phát âm rất là nhanh nha. Would you like? Would you like? Đừng có would you like, nó là nè, would you like, lên giọng would you like. Would you like rồi đọc tiếp tục to would you like to go sorry. Đọc lại would you like to, would you like to have lunch with me. Very good. Cái mình nói là sure. Where do you want to go? Where do you want to go? Hiểu không? Where là gì? I want to go Italia, Japan. Ôi trời, mắc tiền gì? Sang gì? Where would you like to go? Oh, sorry, to go. Okay. So, nó lại đi câu đó đi ai gì? I want to go Italia restaurant. I want to go to an Italian restaurant. Okay. All right. Rồi đọc nguyên câu này đi. I want to go an Italian restaurant. Wait, đi. I want to go to an Italian restaurant. Very good. Cái này nha, Italian. Italian. Yeah. Rus, như gì nên cái restaurant. Restaurant. Yes, yeah. Nếu mà mình mời vậy, nếu bây giờ mình mời cái người đó nhưng mà mình không có biết nhiều nơi bằng người đó, thì mình muốn hỏi là cái chỗ nào á, bạn biết chỗ nào không, bạn chỉ tôi, thì mình dùng câu đó là chính xác. Yeah. Do you know any good place? Vậy thôi, đi nếu trong ngữ cảnh. Yeah, okay. You know any Thank good you. Place? Sure. Yeah. Yes. Cái mình nói là, oh yeah. Thôi, có thể nói là cô giáo là người Mỹ, nhưng mà trời, mình hỏi đó. Mai nói cái gì thì sao? Cô giáo người Mỹ. Nhưng mà cô giáo qua là người Mỹ, đây là khi mình mời á, thì nhưng mà mình muốn, cái cô giáo thì biết nhiều nơi mà mình không có biết ăn đồ Mỹ, nên mà biết mời làm sao? Oh yeah, mình nói là I don't know, like I don't know a lot of restaurant, right? Cái xong cái mình nói xong câu tiếp, do you know any good place? Yeah, do you know any good place? Cái xong người kia nói, oh yeah, biết. Yeah. Thầy ơi, mình có thể nói là anh đấm đấm. Well, can you recommend? Bạn có giới thiệu tôi được không? Mà cái câu này người can you, người Mỹ. Can you recommend? Yes. Okay. Yes. Okay. All right. Okay. Tiếp tục bạn đó. Cái bạn mà mời mình đó. Oh, bạn tên gì? What's your name? What's your name? My name is Tuyết. Tuyết. Okay. Tuyết. Okay.
Italian. Why do you want to go Italian. to Italian restaurant? Because I really like mi igual as it I mi mi va Okay, sure. pizza and mi Okay. because I really like Spaghetti. the pasta and Pasta. pizza Very good. pasta pizza and pizza Okay. spaghetti Okay, cái chữ này các bạn nhầm. spaghetti SP cho nên là spaghetti spa. Spa. spa Spa spaghetti đi, làm như chữ spaghetti spa vậy đó, các bạn biết chữ chữ spa mà phải không? Cái spa này, spaghetti ok. Spa, ghé là như mình ghé spa chơi vậy đó, spa yeah ghé đi. spaghetti spaghetti Mà nói nhanh nha, spaghetti. spaghetti spaghetti Very spaghetti good. spaghetti Very nice. Nhiều bạn mình nghe pháp nó là spaghetti, không phải người bản xứ, người tiếng Anh đó, không có pháp âm, có thể spaghetti người Ý pháp âm là spaghetti spaghetti, mà người Mỹ spaghetti dùng cái chữ này là spaghetti spaghetti. spaghetti Nè, spaghetti. Yeah. spaghetti spaghetti Yeah, nó nhanh nha, spaghetti. spaghetti Nào, các bạn nghe để spaghetti ý cái chữ spaghetti của mình đó, cái chữ spa rất là ngắn nè. Spaghetti, các bạn nghe không? Spaghetti. spaghetti Yeah, spaghetti so cái spa nó spaghetti rất là nhỏ, ghé nó pasta rất là to, spaghetti xong rồi cái đi xuống giọng. spaghetti Spaghetti. spaghetti Very good, spaghetti yep. Đúng rồi đó, yeah, spaghetti spaghetti spaghetti. Really? You like spaghetti and pizza? Yes, of Oh, course. yeah, of course. Me too. I love pizza and spaghetti. Do you know how to make spaghetti? No, I don't know. I like it, but I don't know how about make it. I like to eat nha. I like to I eat. like to eat. Mà I tôi like không to có eat. biết làm nên sao? Mà gì? Mà tiếng Anh là gì? Bạn xuống giọng bạn. Tôi không biết làm nên sao? But I don't know how I about don't make make it. it. How to? How to make it. My Very kitchen. good. How to make it? Very nice. Good job. Yep. Do you like you can make it? Can Yes, you make it? I know how to make spaghetti. Yes, I make good spaghetti. Yeah. Có thể nói là I don't know how to cook được Yeah, cũng được, mà thường thường á, người bản xứ ít dùng chữ cook lắm, à, nên là I don't know how to make cái gì đó. Yeah, tôi không biết làm. Bất cứ bún chả hay là bún riêu hay là phở, yeah, I don't know how to make phở, I don't know how to make bún chả vậy đó. Mình có thể dùng I don't know how to cook bún chả cũng được nữa, spaghetti. mà người bản xứ họ dùng chữ I don't make know to nhiều hơn cook. cook. Yeah. Right. Cái này cho chú hỏi Oh hi, spaghetti oh với chú chữ mười, pasta. hi. Với chữ pasta nó khác nhau cái nào cái này? Oh yeah, okay, so spaghetti đó là Pasta. cái sợi mà dài dài đó, rồi có nước Okay. sốt cà màu đỏ. Pasta có nhiều Yes. dạng lắm, có thể dài dài, có thể cục cục hình cái nơ hay là hình xoáy xoáy. Cái nước sốt của pasta có thể màu trắng, có sữa, có kem trong đó nữa, hoặc là có bơ trong đó nhiều. Có thể không có cà nữa, có những có mà nó cũng bằng bằng bún này kia, rồi có một cái nước Yes. sauce lên vậy thôi. Yes. 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 I see. Yes. Thank you. Right. Thầy ơi, nếu mà dùng là I make spaghetti good thay cho I make good spaghetti thì có được không ạ? Okay. Cái good này đó nó bổ nghĩa cho spaghetti. Tôi làm spaghetti ngon. Okay. Còn I make Spaghetti. và Getty good là cái cách tôi làm rất là hay, mà thực sự cái này dùng hơi sai một tí, đáng lẽ là chỉ well. Okay. Đúng rồi. Yeah, I I make can make. spaghetti well là tôi làm spaghetti rất là nhanh gọn, ý là vậy đó. Giỏi. Thank Yeah, giỏi, đúng rồi, tôi làm spaghetti giỏi chứ chưa chắc là nó ngon. Ok, làm giỏi thì chưa chắc là nó ngon, còn ở trên á là ngon. Ok.
Dùng là delicious đúng Làm sao? không ạ? Delicious ạ. Quay cái gì? Nó lại đi, nó lại. Delicious ạ. À, Delicious. delicious, Yep. delicious. Nếu dùng chữ delicious thì nó nằm ở đâu? Cái câu này hay là câu này? Make the delicious I made delicious Delicious. spaghetti. Đúng rồi, I make delicious spaghetti. Yep. Okay. All right. Thầy ơi, ngoài khen ngon á thì các từ nào có thể mình nói ngon được, ngoài yummy hay là delicious hay là cushion Yeah, so nó có chữ delicious, delicious, tasty. delicious, Rồi các bạn có chữ nào không được. không? Tasty, yummy, Hả? yummy, Không, yummy, yummy. Yummy. Oh yeah. Chữ này nữa. Các bạn biết chữ này không? killer, no, I don't Kill là know, gì? Kill là giết gì? người, Giết. giết người, Killer là giết người. Yeah, một ví chết. dụ I make Giết người killer. Spaghetti là gì? tức là mà cái mì này ăn chết người luôn. Đúng rồi. Tôi làm cái Thầy ơi, mì đang chết người luôn. Yes. cho em hỏi một xíu ạ. Sao trên màn hình của thầy thỉnh thoảng nó hiền, thỉnh thoảng nó lại không hiền, hay là mỗi bên em thế nhỉ? Bạn đang dùng thiết bị gì vậy bạn? Trên máy PC á, máy computer ấy. Bạn thấy cái hình của thầy á, bạn nhấn vô có cái góc trên bên phải có cái dấu ba chấm á, bạn nhấn vô không, mà bạn nhấn cái chữ pin á để giữ cái hình của thầy. Chữ pin, chữ này Ok. nè, chữ pin. Cũng không có tiếng Việt thì nó sẽ là chữ ghim. Ghim, À, ghim, yes. That's right. dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn thầy ạ. All right, very cool. Very good. Ok, bạn nào yếu tiếng Anh Ok. muốn muốn thử giao tiếp với mình không? Bạn nào? Bạn nào nữa? Anybody? Hello. Oh. Hello, ok, bạn. Ô, oh, bạn, Hello á, bạn mới hello á, anh sao? Nói đi. Evening to Good evening. Sik. All I right. am. So, rủ mình đi ăn lunch gì? Would you like to go to have a dinner with me? Lunch, chứ không phải dinner. Would you like to go to have lunch with me? Very good. With me. Very good. I'm a little bit busy right now. Là gì? I'm a little bit busy right now. Tôi có một chút việc bận ngay bây giờ. Very good. Can we go at 1 p.m.? Là gì? Yes. Okay, yes. Can we go at 1 p.m.? Very good. Yes. Do you know any good place we can go? I know a restaurant very good. I know a good A good restaurant. Không không phải là restaurant. restaurant very good nha. Well, I know a very good restaurant. Very good restaurant Cái chữ good đừng có xì á. Very good restaurant. at yes. Restaurant Okay. in Trần Quốc Hoàng Street. Okay. Quốc Hoàng. Đường đường là on nha. On. 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 On gì? On gì? Trần Quốc Hoàng. Trần Quốc Hoàng. This one? Hoàng. Quốc Hoàng. Q. Like Q. that? Hoàng. Yes. Hoàng à. Not G. Không không có G à. Quốc Hoàng. Oh, Q Hoàng. Okay. Hoàng. Like that? Quốc Hoàng Street. Hoan. Oh, okay. Okay. Tran À, Hoa Chen Quan. Hoan. Okay. All right. Very. Oh, what city? What city is the street on? on Cầu Giấy. Oh, À, Cầu Giấy. I used to work in Cầu Giấy. Cầu Giấy District.
Là gì? I used to work in Cầu Giấy to work in Tôi đã từng đến à, tôi đã từng làm việc ở Cầu Giấy. Right, yeah, me, yes. I don't like the traffic in Cầu Giấy. Cái traffic, cái giao thông ở Cầu Giấy làm cho mình tốn 400 đô, ok. 8 triệu. Ở đấy Because đang I took Grab and every day sân. I pay a lot of money to go. And oh, it's terrible. Okay. So When I what kind of restaurant do you want to go to? study, I want to go to a Korean restaurant. Ah, very good. Rồi các bạn phải làm chữ này nha. Korean. 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 Yeah, ồ, Korean. giống y chang đó, đúng rồi đó. Các bạn phải làm With thử đi. the question. Korean. Korean restaurant. Korean. 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 Yeah. Korean. So, phải làm Korean. nha. So, phải Korean. làm core. Core gì đó. Re. Korean. Korean. And, yeah. Korean. 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 Very good. Restaurant. Korean. Yeah, Korea. very nice. Good. Do Korea. you like Korean food? Korea. And I have a friend. She She, đừng có see. She, chung mình lên. she She. she have a No, không có restaurant. she have. Không có she have. She has. She has. She has a restaurant. What? Really? Yes. Can I be her friend too? Yes, of course. Yeah. Really? She has a restaurant? Korean restaurant? Korean. Wow. Is Korean. it a Korean. good restaurant? Yes, Korean. it Yeah, okay. Wow. Okay, very nice. What kind of dish do you like? Korean dish. What Korean dish do you like? Korean dish. Do Là gì? I bạn thích món nào của Hàn Quốc nhất? I don't know any. Yeah, I don't know any. Do you know any good dish? I like kimchi most. Okay. Kimchi. Kimchi. Cheap, very cheap. I like that. The only one I know is kimbap. Kimbap or something. Is it kimbap? That's the only Yes. one I know. Yeah. Kimbap. Yeah. Okay. Samgyetang. What is it? Korean. Samgyetang. Oh, I don't know that one. Samgyetang. Yeah. Graham Cham đây ạ. Oh yeah, yeah. I Graham don't know. Cham. Mình I'm không biết gì cả living sao luôn. Korea Oh, now. you are in Korea now? Yes. Wow. What city are you in? Busan. Do you know Busan. Busan? Yep, I heard of Yes. Busan. Yes, right. It's a big city. It's one of the biggest city. Yeah. How Yes, because long have you been in Korea? I'm living in here it's year. 8 years. Yes, Wow. 8 years. 2016. Six 2016. I come here, yes. I came I here. came here. I came here Yeah, in Korea. 2016. Wow, that's very nice. Do Yes. you like it? Do you like Korea? I really like Korea. I love Korea. Do you speak Korean? Yes, of course. I'm a Korean teacher. What, really? You're a Korean Yes. teacher? Yes. Oh, wow. Who do you teach? Who did you my professor is Korean. Wait, you are a Korean. Wait, you teach Now Korean? yes, I'm teaching Korean for foreigner.
Oh, for Pakistan and Canada Oh, okay, and for four. Philippines. Yeah, right, for foreigners. Ah, Yes. wow, that's very Yeah. nice. Oh, So, thank you. your Korean is better than your English? Of course. I Because hope my so. major Korean, yeah. My It major Korean is is Korean. better than your English. Yeah, okay. So các bạn biết câu này mình hỏi gì không? Những bạn mới học tiếng Anh, can you understand this? Nói tiếng Hàn Yeah. giỏi hơn tiếng Anh đúng không? Right, yeah, chắc dĩ nhiên rồi, right? Of course. So, of course. So các bạn viết cái chữ này xuống, chữ of course này người bạn sử dụng nhiều nha. Of course là, oh, dĩ nhiên rồi, vậy đó. Oh, of course. Do you love me? Of course I love you. Like that. Do you like spaghetti? Of course. Of course. Okay. All right, very nice. Korean. Do you miss Vietnam? Bạn ở Korea đó. Do you miss Vietnam? Yes, of course. So in this year, in lunar year, I will go to Vietnam, visit Vietnam. I will go back to Vietnam to visit. Ah, I will okay. go back Vietnam. Yes. Right. Very When nice. I came here, come here, I can hướng dẫn là gì When thầy? I Khi came here, ai gì, anh I sao? came here. Nếu nếu mà thầy if you came here, I can Oh, hướng dẫn là gì thầy? if you come here, huh? Guys, if you come here, Then if so you come Korea, to Korea, I right? can I Take can you around dẫn mình đi vòng vòng. Korea. Đúng rồi. Mà Em có bạn hồi thể nãy đó dẫn đúng thầy rồi, đi. bạn kia là đúng rồi. I can take you around. I can take you around. Oh, really? Oh, that'd be Yes, great. of course. Wow. I Wow, hope you that's will hear. great. Yeah. Oh my God. Yeah, because I want to visit, Japan, Korea, and one day, yeah. So take you around. Take Um, you so những bạn around. mới học tiếng Anh, các bạn hiểu câu này không? Take là gì? Mang à thôi. Mang hay là Mang. đem? Đem Dắt. bạn around là gì? Dẫn đi vòng Vòng vòng. Dòng vòng, vòng. vòng. Đi Yeah, đây tôi đó. mang bạn đi Đi vòng đây vòng, ý đó. là tôi dẫn bạn đi vòng vòng đó. Okay, I'll Đi take đây you đó. around. Yes. Okay. Đi đây Well, đây đó. I can be your tôi gài. Okay. Cả hai luôn. Mà người vẫn sử dụng cái này nhiều hơn. I can take you around. All Thầy ơi, cho em hỏi là if you came come to Korea, anime Oh, sorry, sorry. Mình thử vậy thôi. Yeah, tiếng Anh nó phiền, right? Yeah, so Korea là cái nước, and then cái người là Korean, hoặc là cái tính từ nó là Korean, right? Yeah. Korea. Japan là gì? Japan. Japanese. 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 Very good. Japanese. Japanese. Thailand, cái người là gì? Hoặc là tính từ. Thailand. Thai. 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 Yeah, like Thai. that. Yep. Thai. Thai, Thai. Yeah. She is Thai. Okay. Cô ấy là người Thái Lan. Yeah, tiếng Anh nó phiền là mỗi nước nó có một cái tính từ với cái tên của cái người tên đó. Okay. All right. Okay, good. Now, I'm gonna read you something. Cái bài này hôm nay có thể các bạn thấy hơi bị dễ. Không khó thế ạ.
Ok. Nào rồi. Mình đọc cái thử. So, nếu bạn mới học tiếng Anh, đừng có lo. I'm gonna go over this with you. Mình sẽ đi kỹ để cho các bạn cái đoạn này nha. Ok. So, các bạn chỉ cần relax, thư giãn, nghe giọng đẹp trai của mình tí xíu. Alright. Oh yeah. Cái tên của cái người này tên là Sarah. Cái tên con Sarah. gái. Yeah, it's Sarah. kind of pretty name, Sarah. Okay. Okay. What? Oh. Last summer, Sarah went on a vacation with her family to the beach. They drove for several hours and arrived in the afternoon. Sarah was excited to see the ocean. She spent most of her days swimming, running on the beach, playing in the sand, and collecting seashells. Okay. So các bạn nghe ok không? Was it hard? Bạn nào thấy khó thì khó. Beach. Lên tiếng. Bạn nào thấy khó thì Little khó. difficult. Go, go, go. Ok. Ok. Bạn nào thấy dễ. Đa số cho thấy dễ. Ok. Và bữa nay mình muốn lower level để cho những bạn mới học để cho tiến bộ lên. Ok. Đọc lại nha. Last summer, Sarah went on a vacation with her family to the beach. They drove for several hours and arrived in the afternoon. Sarah was excited to see the ocean. She spent most of her days swimming, running on the beach, playing in the sand, and collecting seashells. Nào cái đoạn cuối chắc các bạn gặp trở Chị ngại, đoạn đầu các bạn nghe ok không? sợ. Ok. Ok. So chủ yếu các bạn đoán được cái này là gì? Sarah đang làm cái gì? Mùa hè rồi, Sarah cùng gia vacation đình đi đến with biển, đến go beach. to the beach. Yeah, so Đến bãi biển. Vacation. Cùng gia đình đi Oops. đến đi nghỉ mát ở Yeah. biển, cùng với gia Beach. đình. Very Vacation. good. The On vacation. a vacation. Vacation. Yeah. Vacation. Về nha. Vacation. Yeah, giống vacation lắm là thật sự tiếng Anh nó yeah, so những bạn Vacation. mới học tiếng Anh Vacation. thỉnh thoảng viết như vậy mà đọc khác Vacation. nha, cho nên đừng có ngạc nhiên rồi cái. Vacation. Nhưng mà tiếng Anh á, các Vacation. bạn phải thấy mặt chữ mà nghe nó nữa, chứ không phải mà thấy mặt chữ rồi các bạn nhớ. Người bản xứ đặc biệt khi mà người bản xứ thấy chữ mới, họ chưa biết cái chữ đó phát âm như sao hết đó. Ok. Họ cũng phát âm sai nữa. So, vacation. Các bạn phát âm thử đó đi. Vacation. 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 Very good. Vacation. Có một chữ nữa các bạn Vacation. đã thấy qua, chữ này. Holiday. Holiday. Người Người Mỹ dùng Holiday. vacation. Người Anh hoặc là người Úc dùng holiday. Okay. So vacation là nghỉ mát, mình đi chơi đó, mình đi nghỉ mát đó, đi ok. Vacation. Right. Went on a vacation. Last summer, các bạn nghe không? Last summer là gì? Last summer. Right. Last summer. Last night là gì? Last Qua. Tối Đêm qua. night. Yep, tầm qua. Yeah. Trước Last day. ngày hôm qua. Ngày hôm Ngày qua. cuối, hôm qua là Ngày cuối. yesterday. Tối. Last Ngày day. cuối, ngày cuối thứ bảy. Ngày cuối. Viết như thế nào được ạ thầy? Tại vì Viết thế chiều. nào á? Last Last day là ngày cuối. ngày cuối cùng. Last day. Ngày cuối cùng, I know. Last Last night là ngày hôm day. qua, đêm hôm qua, right? Last year cũng là năm trước Ngoái. nữa.
But not Rồi. like yesterday, mới là hôm qua. Okay. Rồi. She went, các bạn nghe không? She went on a vacation. She went là gì? She When? went Yeah, là cô ấy on đã đi she đó, went right? Go, on right? đã Quá đi khứ là when. on Đã mình nói trước các a bạn rồi, tiếng Anh các bạn phải vacation. nghe quá khứ nha, nghe động từ quá khứ. She went on With her family. with her family, Là gì? with Gia her đình của family, gia với gia đình. đình, To the with beach. her Là gì? family, Đến to the bãi beach, biển. tới Bến Các bạn nghe chữ này không? Beach. biển. Beach. Yeah. Ok, các bạn phát âm đi, những bạn mà yếu tiếng Anh nó phát âm thử đi. To Each. the beach, beach, Cô tỷ beach, đừng có bitch. beach, Bitch là con chó beach. cái. To the Each. Rồi. Ví dụ cái chữ này các bạn nói là trái bí. Ok. Quả bí, trái beach, bí. Các bạn thêm cầm beach, trường cái nữa. Beach. beach, Beach. beach, Right. Okay. beach, Very good. beach, Yes, to right. the Beach, 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 beach. to the beach. Right. So cái âm cái kêu cái âm này kêu bằng long i đúng không? Phải no, yeah, long i or something. Yeah, long i. Beach, right? No, long e là Beach. beach, right? Okay. Trong tiếng Anh nó có nhiều lắm, cho nên mình phải cẩn thận, tại nó có gì nè ha. So chữ beach, chữ bitch, cái này là mình mắng người ta, nó là người ta là con chó cái này kia kia nọ, ok? Có chữ nào là beach? Chữ nào ta? See, see. Có chữ sit nữa. So, cho bạn phát âm đi. See. Sí. Còn cái này, sit. Sit. Sí. So, see and sit. Sí. Okay, right. On Oh vacation. yeah, peach là trái đào, right? Trái đào là peach. Có chữ này Peach. nữa. Peach. Catch. Peach. Okay. Yeah, this is more. This is a lot more. Nhiều lắm. Okay. All right. Gì? Teach thì không có chữ chữ tương đương. Có chữ nào tương đương không? There's a few more. I remember there's a few more. Okay. Bạn nói chung là các bạn nhớ là ý nha. Như trái bí vậy đó. Beach. Right. Yeah. Beach, They beach, drove, các bạn không? They drove là gì? lái xe là đã lái xe Yeah, so các bạn biết rồi. chữ drive không? Drove, Drive là chơi lái. rồi. Quá khứ của nó là drove. Cái này các bạn phải biết thêm. Drove, Okay. drove, Right, drove, yes. drove. Oh, tiếng Anh nó thật sự là cà chớn là vậy này ha. Cái chữ drive thì nó là chữ drove phải không? Chữ dive, dive là mình nhảy xuống nước mà cái đầu mình chúi xuống á là dive. Quá khứ của nó là không phải là dove, quá khứ của nó là dived. Okay, so yeah, các bạn thấy tiếng Anh không? Yeah, so yeah, so they drove several hours, là gì? Several hours, nhiều giờ, right? Several. Bạn nào mới biết chữ này, mới thấy chữ này. Several, em Ok. à, một Đi xuống giây, nha. Several một giây là giờ. vài, vài cái Several, gì đó. Ok. several, Có biết chữ này đồng không? ý, A some, few, a few không? Do you know this yes, one? a Một few, vài. a Ví little, dụ, a I have little. a few girlfriends. Ví dụ, okay, I have several girlfriends. So hai câu này giống nhau, nghĩa là vài, cái tôi có vài bạn gái hoặc là tôi có vài bạn gái, hai cái đồng vậy hết á. Okay, so few and several nó giống nhau. Okay, là hai ba cái đó. I need several days là gì? Tôi cần vài ngày. Cần vài ngày. Yep. Thầy ơi, sao mà không có nhớ được cái a little với lý đồ, a few với a few, thầy cứ nhầm A nhầm. little, okay. So, a little, ví dụ a little gì? Okay. Trước hết đừng có little nha, nó không có âm D trong này, không có âm the. A little. Little, nó lại a little. Little.
Little. Little. Ok. Little. Cái gì á mà Little. mình phân ra cái gì nó làm sao ta? Cái gì mình Little. đếm được, cái gì mình đếm Little. được á, phân ra đó thì few Several. Several. hay là several. Ok, số này là đếm được. Several, like to Ok. feel. Right. Đếm được Several, là làm như several, several, vài hay several, là several, số ít. several, several, Ok. several. Vài hay là số ít. Little, cái này là đếm không được. Ví dụ nước, nước mắm, Little gạo, water. đường. Cái này mình đếm không được. Cái mình vậy. So, cái này little, we have a little water. Ví dụ like that. Ok. Mình phân nó ra. Well, ok, phân ra được. Mà mình đếm không được. Okay. Nói chung là vậy. Several, Yeah. several, thầy có thể phát several, âm thà chữ several. Leo, Leo, Little. Ok, yeah, đừng đừng có, nó không có Leo, âm đi, nó không có âm đi. Nó lại little, nha. a Little, little, little. Leo, Right. Leo, Leo, Cái phát âm mà lý tưởng của nó là little. Nó lại đi Leo, little. Little, Right. Little, Mà người bản Little, xứ, người nhất là người Mỹ, họ không có phát âm little tại tốn thời gian. Họ phát âm là little. Little. Okay. Liều, liều. I need Có a little money. Okay. liều. Nó lại nha. Liều money. I need a little money. I need a little. I need a little money. Đừng có đầu, đừng có phát âm Little nó, đừng có phát âm money. đi, không có âm đờ trong đó. Little, I little. need a little money. Yeah, đúng rồi đó. Mà ngắn lại nha. Little, I need a little money. Spaghetti. Yeah. I Pasta. The car looks little. need a little Nó đọc nguyên câu này thế. money. The The car car looks looks little. little. Little, little. Okay. Little. Yeah. Little. Đừng có liu, nó không phải là liu, nó The là car các bạn nghe kỹ nè nha. looks little. Lưỡi cái sau này little sau cái Liu, lưỡi nó lưỡi là little rất rối đúng rồi đó, đa số mình nghe các bạn phát âm đúng rồi đó. Little, very good. Người bản xứ dùng cái này rất là nhiều, chữ này rất là nhiều. Little bit, little bit. Xuống giọng, little bit. Dạ, yep, give me a Little little bit. bit. Là như người ta Little bit. rót cho mình rượu vang, ví dụ, just a little bit, Little yeah, just bit. a little Just little bit. little bit. Okay, good. Yeah, so Little far, các bit. bạn, yeah, so, nó là như hai âm vậy đó, rồi nó nhập vô gần với nhau tí xíu. Little. Little. Little bit. Little. Đúng rồi, little, vậy đó, little. 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 Little Yeah, bit. very good, đúng rồi đó. Little. Very nice. Little. Little. Yep. Little. Little bit. Yeah, đa số đúng rồi đó. Very good, Little good bit. job. Okay. Okay, arrive in the afternoon là gì? Afternoon. Buổi chiều à? Chưa, chưa, Buổi very chiều. good. Chưa, chưa. Sarah was excited. Chữ này như Excited. các bạn mới mới học thì có thể Tập thể dục. Excited. Rất là hào hào hứng. I hứng. feel excited. I feel excited. Okay. Excited. Yeah, so Sarah was excited. I was excited là tôi Excited. hào hứng. Excited. Các bạn nghe Excited. chữ was được không? Was. Sarah was. Was. So, những bạn mới học tiếng Anh, cái chữ was là gì? Nó là cái gì Was. Là vậy? quá khứ của is. Quá Đúng rồi, khứ. nó là quá khứ của cái chữ Quá khứ. is. Right. Kenny is handsome. Yes. Kenny, well, Oh, of of course. course, Right. Was of course. was handsome. Logan. Kidding. Okay, so cái câu này á, rất là buồn nha. Okay. Nó không còn nữa, nó tại nó quá khứ. Right, so nó là quá khứ rồi, không còn nữa.
Nhưng mà nhìn sang câu ở câu trên nó sẽ là Đâu can he quay, is, tức là hiện đâu quay tại. thì mà. Right, so cái này là vẫn vẫn còn, ok. Cái này là kêu bằng Kenny sao ta? is Song hàng, in ok. some So it's like, yeah, say song hàng is, yeah. So yeah, cho nên người 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 Mỹ đó, người bản xứ đó, làm như ví dụ mình nói nha, mình nói rằng là hai người nói chuyện đi, cái này, oh yeah, I know Kenny. Kenny was a good friend. Okay. Người bản xứ sẽ nghe liền luôn, họ nói, oh, what happened? Okay, họ sẽ hỏi liền luôn á. What happened? Tại sao họ hỏi cái này? Why? Tại sao người bản xứ sẽ hỏi cái câu, ủa, tại sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Bây giờ xấu rồi. Là bạn tốt. Teo So Kenny was a good friend là gì? Là một người bạn Đã tốt. Người tốt, một bạn tốt. là người bạn tốt. So cái người B đó họ hỏi what happened là sao vậy? Why? Nghĩa là hiện tại Không không còn còn tốt nữa. Right, tại sao hai người không còn bạn nữa? Right. Nếu người A nói là Kenny is a good friend là thật sự còn vẫn còn bạn. Kenny was a good friend là không còn bạn nữa. Ví dụ nó because chúng ta gây lộn hay là cái gì đó, cái không còn nữa. Yeah, so người bản xứ họ rất là ngại khi mà các bạn dùng vậy đó. Cái ví dụ nha, my father was a good, ví dụ a good cook. Câu này là sao? Bố Người tôi nấu đã ăn từng giỏi, nấu ăn rất cha tôi giỏi. là từng là người nấu ăn giỏi. Yeah, mà cái câu này người bản xứ nghe họ sẽ Ngon. nói như sao? Đầu bếp giỏi. Ba của tôi đã là một đầu bếp giỏi. Đầu bếp giỏi. Họ có thể đoán được cái gì về người người bố Anh mình, đoán người ba là mình? bố đã chết. Đúng Giờ rồi, lại không bố có có thể. thể qua đời Có hay thể là không qua còn trong đời. cái ngành Có đó thể nữa. không còn. Right. Yeah, so What nó có hai cái lý do. Một là qua happened? đời. Hai là vậy đó. Hai là cái người đó không còn nấu ăn đầu bếp nữa. Good cook. Okay. Alright. Alright. School. Bạn trong chat nó là có gặp mình ở bên Việt Nam. Oh really? Where? Thành phố gì? Where did I meet you? Okay, so let's finish this. She spent, có thể nếu bạn mới học tiếng Anh, các bạn có thể Tiêu không có xài nghe được. dùng She nhiều spent most of her days. She rồi. spent Most, hầu most hết. of Most nó her đi day. Yeah. hầu hết ngày. So trong tiếng Most. Anh á, cái thời gian á, nó là như tiền vậy đó. Most. Mình xài thời gian, okay? You spend time. I like to spend time with my friends, my đó. Okay. Yeah, so cái chữ spend là xài. Spend có thể là spend money, nó cũng là xài luôn. Spend time, spend effort, năng lực này kia cũng là spend luôn. So, cô Tiêu ấy xài. xài, xài, sao ta? Phần lớn trong cái Chị ngày nói hả? hầu hầu hầu, hầu hết hầu trong hết ngày. hầu hết ngày. Right. Ý là cô ấy bỏ thời gian trong cái ngày đó đó. Okay. Swimming là gì? Swimming. Bơi Bơi, bơi right. Running on the beach là gì? chạy trên chạy ở cát trên biển ở trên mặt trên bên bãi biển. biển. Right. Playing in the sand. Playing là gì? Chơi với cát. Dọc dọc cát. Very good sand. Cái này phải biết thầy. Okay. Collecting seashells là gì? Collecting Collect là seashells. Collecting. yeah, so Thu sưu gom. tầm, đúng rồi, sưu tầm, hoặc là mình lượm 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 như đó. Okay. Nhặt. Seashell là gì? Seashell. Thu Yeah, vỏ sò. tầm. Seashell.
So sea là biển, shore là cái vỏ, vỏ biển. Vỏ biển là mấy cái vỏ của Seashells. mấy cái con sò đó. Yes. Okay. All right, so cái đây nha. All right, hold on. There you go. Ashima. So last Sarah summer, went on a vacation Sarah went on with a her family vacation to the beach. with her family They to the drove beach. for several Drove for hours and several arrived in hours the and afternoon. arrived in Sarah the was excited afternoon. to see Yes. the Excited ocean. to see the The ocean. almost Hồi nãy các bạn nghe chữ perfect. này không? Did you hear this one? Những bạn mới học tiếng Anh có Ocean. thể gặp trở ngại tí xíu. Yeah, ocean là Yeah. biển, nghĩa là biển luôn. To see Yeah. the So ocean. sea cũng là biển mà ocean cũng là biển luôn. It's both. Okay. Spent She most spent of her days swimming, most of her running on the days beach, playing in the swimming sand, on the beach, collecting playing in the seashells. sand, and Okay. collecting seashells. Right. Ok, so những bạn mới học tiếng Anh, mấy chữ này các bạn gặp trở ngại cái gì để mình giúp để cho các bạn nhớ thêm. Những bạn mới học tiếng Anh. Ha, đừng có nói hết luôn nha. Just don't say like everything, T-shirts. right. Me see. Right, let's do this. So noon là gì? Noon. Two. Two. Trưa, mấy giờ? Kiểu Nhưng thường thường mấy giờ? 12 giờ. 12 giờ. Yeah, usually, yep, Twelve it's p.m. Chưa đọc thế nào hả noon. thầy? Nướng. Nướng. Okay. Right. Nướng. Afternoon. Noon. Yeah, so Noon. kéo ra. Ooh, thế sao? Noon. Noon. Nó noon. 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 Cái Noon. rồi anh nói nó. Noon. 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 Yeah, noon. Đừng có noon. Noon. Không phải là noon. Đừng có Noon. un nó luôn, chỉ cần Noon. nương cái xong Noon. ngắt ra nó nương. Noon. Yeah, Noon. nó gì Noon. đó nương, nó lại đi nương. Noon. 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 No, đừng có nương, không phải là nương, Noon. không phải là nương, Noon. nó là nghe kỹ này nha. Noon. 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 Okay, good. Noon. Yes. Noon. Yes. Very good. Noon. 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 Afternoon. Okay, là mấy giờ? Mấy giờ? Afternoon. 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 So khoảng Afternoon. 1 Một, đến... hai, ba. Năm. Well, let's Năm. see. Ba. Một, Maybe, one, yeah, two, one... three. I said, okay, maybe four. Two, three. It's around there. Okay, right. Okay. Afternoon. Right, afternoon. Okay. Kế Afternoon. tiếp là evening. Right. Evening. And then Evening. I guess 5 tới 8 hả? Evening. Around there, maybe. Okay. And Night. Night. then night. Right. And 9 tới 11. And then 12 giờ là gì? Thế bạn biết không? Midnight. Midnight. Yeah, Midnight. 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 Okay. Okay. Mid là chính giữa, night là đêm, giữa đêm là 12. It's very easy. After là sau, noon là sau cái này, 14. Evening là buổi tối. Okay. Buổi buổi chiều hả? I guess nào đổi nào chiều nào. I'm not sure. Night is like 9 to 11. Okay, okay, nói chung là vậy. Afternoon. Okay. Yeah. So they drove. Drove. Các bạn phạm chữ này. Drove. 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 Yeah, so Drove. 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 Several. Several. Chữ này phạm sao? Several. Ow. Hours. Yeah, so cái chữ này nếu Hours. bạn nào mới học tiếng Anh, nó phạm nó là ow. Hours. Ow. Cái Hours. xong rồi, were. Hours. I guess it's not Hours. so ta. Hours. Yes, they. Hours. Hours. Hour. Hour. Yeah, hour. Hour. Right. Yep. Hour. Hour. Right, nói nhanh nha. Ghép nó vô. Hour. Hours. Hour. 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 Hour Hour. là Hour. tiếng đồng hồ đó. Ví dụ, 3 Hours. hours là gì?
hours là gì? 3 hours. Wow. 3 ba giờ. tiếng ba tiếng ba tiếng ba tiếng chứ không phải 3 giờ. 3 tiếng. Dạ. Còn còn 3 giờ là gì biết không? 3 o'clock. 3 o'clock. Nó lại đi o'clock. 3 o'clock. Đừng có thấy cái chữ này rồi phải, các bạn phải là o'clock thì không phải là 3 o'clock, hay là nhiều bạn đọc là 3 o'clock không phải là o'clock, nó là vậy thế. 3 o'clock. 3 o'clock. O'clock. 3 o'clock. Very good. 2 giờ là gì? 2 giờ. 2 o'clock. Very good. 2 o'clock. Very, very nice. 10 giờ. 10 o'clock. Very good. 10 o'clock. Các bạn biết cái o'clock nghĩa là gì không? Đúng giờ phải không ạ? Đúng. Dạ đúng. Không không. Ý là tại sao nó phải phải có cái phẩy này cái nữa. Cái từ không biết làm sao luôn á, tiếng Anh nó, bởi vì nó tiếng Anh nó crazy cái. Tên cái chữ này đó là cái chữ off thì à. 3 o'clock, 3 của cái đồng hồ. 3 o'clock. Yeah, à. 3 o'clock. Mà cả ngàn năm người ta phát âm xong rồi thành vậy luôn rồi. Okay. Yeah. 3 o'clock. 3 o'clock. Không giờ là gì thầy? Sao? Không giờ. Giờ không giờ. Tiếng Anh thì thật sự không có không giờ. Cái đó là quân sự dùng, cái đó gọi là military time. Military time. So nó là 13 giờ, 14 giờ vậy đó. Okay, so nói chung á là 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock. Nếu mình muốn nói thêm sáng hay đêm á thì nó là 3 o'clock PM hay là AM vậy đó. Okay. Còn 3 giờ rưỡi. Okay, mấy cái đó hơi rắc rối mà dễ nhất là gì? 3:30. Nope, không có tơ. Đọc y chang giùm mình đi. Đọc y chang giùm mình. 3:30. Very good. 3:30. Very good. 3:17. 3:17. Very good. 3:17. Yes. Very good. So cái số gì thế à? 17. Yeah, 17. Yeah. So cái số thôi. Mấy cái mà mấy cái nhìn không có gọn á, thì mình đọc cái số đầu xong cái số sau vậy thôi. Rồi PM hay là AM nếu mình muốn chính xác. Okay. Tốt nhất trong tên là gì á? Oh, con cái hơi rắc rối tí xíu. Cái này. Các bạn phải thử đi. 37. 37. Nope. Nó hơi rắc rối. 307. Cái số lẻ. 307. 307. 307. Yeah, đơn giản nhất là mấy cái này. Yeah, so 3 o'clock, 3:01. How about 4:08 là gì? 4:08. I'll meet you at 4:08. 4:08. 4:08. 4:08. Yep, 4:08. Yes. Right. Yeah. Good. Okay, all right. Thôi, chắc bữa nay mình tạm chấm dứt ở đây. Yeah, so nếu các bạn thích level này cho nếu các bạn biết ai mà muốn học tiếng Anh chậm chậm tí xíu hay là bắt đầu, mà nếu sau này mà nhiều bạn thích học thì mình có thể phân ra trong tuần 2 ngày. Okay. Tốt quá thầy ơi. Yeah, good, yeah. Tốt chứ. Yeah, cho mình có cái tật là thỉnh thoảng mình lâu lâu cái mình tăng cái level lên, cái xong làm cho những bạn mới học tiếng Anh bị bỡ ngỡ. Yeah.
So mình ráng cho hạ xuống. Mình biết những bạn trong đây có những bạn high level làm như chú Mười ví dụ. Chú Mười là high level. Oh. Yeah. Hay làm em Sợ mắc sợ chú cỡ. Mười học hơi hơi chán rồi. Yeah. Thỉnh Thỉnh thoảng Không bọn không em chán sẽ rồi. hỏi thường xuyên thế ạ. À? Vì bọn em còn Yes. yếu lắm. Oh, Bọn you're em sẽ right. hỏi thường xuyên. Yeah, mình thích các bạn hỏi mình, tại vì để mình ít nhất mình biết các bạn muốn cái gì để mình giúp các bạn. Chứ mà các bạn im re mình không biết, mình dạy học nó lãng xẹt luôn á, là mệt lắm. Yeah. Okay, so ở trên đây thì các bạn lại có nhắc mình where Thầy ơi, cho em hỏi một that? xíu, thầy có đăng cái bài này lên YouTube không ạ? Yeah, chắc mình sẽ đăng cái bài này lên YouTube. Sau này Dạ, bọn em mình có thể post học trên lại. Facebook, mỗi lần mình đăng lên mình post trên Facebook, mình Đăng báo cho lên các bạn là mình YouTube đăng. rồi. Yeah. Dạ. Yeah, I'll try to Lên. find like vocabulary lower tí xíu mà thông dụng, giao tiếp, conversation a little bit more. Okay. Kenny, cho chú Yes. hỏi cái chữ Yes. memorial vừa rồi mình học bên cái đám giỗ memorial thì nó có thể là memorial war, war memorial. Yes, Memorial War. Yes. Cái này war. Vậy Mà cái gì memorial Memorial War Memorial chú Mười? war memorial cái đó phải là đài đài tưởng niệm chiến tranh hay là Đúng rồi, dạ. Cái War Memorial là cái chỗ mà mình gì memorial đó, gì nãy chú Mười nói. đài Con tưởng không niệm biết. đài Từ đài từ. đài tưởng niệm Đài chiến tưởng tranh niệm cho những người mà chiến tranh đó. Yes. có thể gọi War là cái gọi là nghĩa trang những người chết Memorial. không Không phải phải nghĩa trang. Giờ cái đó là cái gì tưởng đài niệm, tưởng niệm thế à? Dạ. đài tưởng niệm Tưởng niệm cái còn đài còn tưởng nghĩa niệm thay. nghĩa Vậy. còn còn cái nghĩa trang cho người chết là Oh, yeah, it's called a cemetery. Ôi, giờ chờ để bỏ cái Việt font này cái ta. cứ bằng nghĩa 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 trang liệt sĩ Yeah, the other is called a cemetery. 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 Yes. Right. Thank you cemetery. Dạ Thank you. thầy ơi cho em hỏi Yes. bọn em đã học buổi đầu á thầy nhưng mà còn yếu á thì thầy dạy bọn em hôm nay đến giờ thì thầy thấy bọn em yếu nhất là phần nào, ở nhà bọn em cần phải luyện tập như thế nào, thầy có thể recommend cho bọn em được không? Sure, ok, so ít nhất bây Cemetery. giờ đó là tạo ra những Cemetery. câu cơ bản. Dạ. Như ví dụ mình đang làm cái gì đó, mình suy nghĩ bằng tiếng Anh đó là I am cooking right now, vậy đó mình Oh. trong não mình nghĩ vậy đó, right now mình tưởng tượng mình đang nói chuyện Cemetery. với một cái Cemetery. người bằng tiếng Anh. Cemetery. I am reading. Reading. I will go to work now. Yeah, trong não mình ráng luyện luyện để cho quen 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 quen. Rồi từ từ. Yeah, rồi Dạ. biết quen thôi. Okay. Dạ, Còn em phát có một âm thì nỗi vô sợ đây là tiếng Anh. mình giúp phát âm. Yeah. Dạ. Làm sao? Thầy ơi, có một nỗi sợ là khi nói tiếng Anh á, tại vì là mấy lần bị nói tiếng Anh nhưng mà họ không hiểu á, cho nên là bây giờ trong lòng trong người nó từ như là từ từ mất tự tin á, không dám phát âm ra cái từ đó. Right. Yeah, Bây giờ đừng có lo, dạ. từ từ mình học rành xong với cái tự tin nó sẽ đến lại. Yeah, Confident. don't worry. Dạ. Mình tiến bộ là tự tin nó tăng à. Cemetery. War Memorial. Yeah. Sure, Cảm ơn thầy rất nhiều. sure. Yeah. So hôm nay mình đi chơi với chú Mười. Chú Mười hiện tại đang ở Mỹ. Thank Chú Mười. you, Bỏ các bạn. Kenny. Con đi chơi xong rồi con về con mệt cái xong rồi cancel lớp luôn. Đi với chú Mười. I'm sorry. Các bạn I'm đổ thừa very chú Mười á. close. I'm Where so where did I did you go? Oh, I took chú Mười around around Sacramento, my city, thành phố của mình. So I go? took him around Sacramento. And to see a doctor. Oh yeah.
to see a doctor. To see an eye doctor. To see an eye doctor. An eye doctor. Yeah. Là gì? Là gì? Các bạn biết không? Chú ơi bị đau mắt à? Đi khám mắt. Đi khám mắt. Yeah. Yeah, so I took him to see an eye doctor. He wants to make glasses. He wants to make glasses. Glasses. Yeah. Glasses, yeah. Glasses. It was interesting. Can đi đến nơi mà bán kính này gọi là gì? Nơi bán kính ấy. Bên chị nếu chỉ để cắt kính thì bác sĩ bảo là đi ra chỗ bán kính chứ không cần phải đến bác sĩ. Yeah, what is called? Mình biết bác sĩ mắt á, là optometrist, còn cái chỗ bán kính á, hả? Bên chị gọi là optic, bên gọi là gì? So glasses. Mình đã nghe là optic store, mình có nghe là optic store, yeah, thường thường họ nói là you just go to buy eyeglasses, là mua mắt kính như thế. Yeah, usually it's called an optic store, hoặc là optic store. Yeah, mình biết bác sĩ khám mắt là như hôm kia chú Mười đi đó, là cái người đó tên là optometrist, bác sĩ khám mắt. Optometric. Khám thôi. Còn người bác sĩ thật sự mổ khám vô sâu nữa, nó có hai cái. Mình ghét chữ này, ophthalmologist, like that. Wow. Yeah. So cái người này thật sự đó mới cho thuốc mình được này kia, còn cái người mà coi con mắt mình có vấn đề không là optometrist. And then, chú Mười, I took him on a train ride. Các bạn đoán được câu này không? Yes. I took him on a train ride. Không biết, thầy đã dẫn đi tàu gì đó, tàu. Tàu. Yeah, train là gì? Tàu hỏa. Tàu hỏa. Yeah, so chú Mười, he went on a train. He and I, we both. Went on a train ride. Đi tàu hỏa. Yeah, it was his first time. It was his first time on a train. Chiếc tàu hỏa đó 100 năm rồi. I was like, 100 năm rồi. Oh. Yeah. Yes. Right. It was fun. Phải đi tàu cao tốc chứ nói thế nào thôi. Tàu cao tốc. Tàu cao tốc. Italian. Hi. Tao chạy nhanh ấy, tao nhanh ấy. Yeah. So ý là cái tàu cao tốc gọi là gì đó hả? Dạ. Yeah. Yeah. It's called high speed train. High speed. Mm-hmm. High là gì? Speed. High là cao. Speed tốc độ cao. Tốc độ. Tốc độ. Speed là tốc độ. Yeah, speed là tốc độ. Right. Right. Ví dụ cái câu nha. He was speeding on the road là gì? Anh ấy tốc độ trên đường chạy. Đi tốc độ trên đường. Chạy nhanh trên đường. Anh ấy lái rất nhanh trên con đường. He was speeding on the road. Yeah. So high speed, nó là đi high speed train, nó thử đi. High speed train. Yes, very good. Yep. High speed train. Yep, là high cái xe. Hồi xưa, trước cái chữ high speed train, hồi xưa nó có một chữ nữa. Bullet train. Chữ này mình thích hơn, bây giờ ít dùng rồi. Bullet là cái gì? Bullet. Bạn biết không? Bullet train. Cái viên đạn. Bullet là cái viên đạn. Bullet train. Tại cái đầu của nó nó tròn tròn như cái viên đạn nghe đó. Bullet. It's called bullet train. Yes. Bullet train. Để em hỏi. Mm-hmm. Yes. Một bạn hồi nãy nó hỏi gì đó. On a train à? Yes, on a train. Yes. On a train. Yeah, on so tiếng Anh á, thường thường á là on a train. Còn xe bus là gì? Bus. On a bus. On a bus.
Máy bay. On a plane. plane. Yeah. On Thuyền, thuyền. On a a boat. boat. On a boat hay là ship, right? Yeah, On tuy a ship. rằng đáng lẽ in a bus ha, tại vì nó trong đấy hoặc là in a plane chứ đâu có on a plane đâu mà tiếng Anh nó vậy đó, nhiều khi vậy on a plane. Còn chiếc xe ô tô In. in In. a car, I don't know why, In a car. I don't know why, không biết tại sao luôn. Okay. Oh, in a car. Yeah, Chị in a vừa chú car, chứ hỏi không phải cái on a car. in a car. Chị chú hỏi cái chữ phải về với chữ hai về nó khác nhau chỗ nào? Cái này chú quên Freeway với highway hả chú? Yes. Cái này, Freeway, highway. yeah, cái này đặc biệt bên Mỹ thôi, chứ không phải là gì. Bên Việt Nam các bạn gọi là motorway. Motorway, highway. Right? Tại vì người Anh gọi là motorway, cái này là cao tốc á. Motorway. Yeah. So cái Motorway. con đường Cao tốc. yeah, Motorway, cái này highway. con đường cao tốc. Right. Tốc, I think like that. Yeah. So người Mỹ dùng freeway với lại highway. Người nước ngoài, well, người Anh, Việt Nam, người Úc là motorway, là con đường cao tốc. Ok, so bên Mỹ á, cái freeway đó là của liên bang, là của ông Biden đó, của Liên Washington bang. State. Right. Liên bang. So, highway là của tiểu bang State. Yeah. Yes, thank Why? you. Với chú Mười để ý cái freeway bên Mỹ đó, cái số lẻ thường khi là đi hướng Bắc Nam, số chẵn là Liên đi Tây với Đông. bang. Yes. Giờ Okay. họ Thanks. làm, giờ họ làm Chẳng gì đi để đập cho mình dễ biết. lại. Right. Okay. Thanks. Sure. Liên Thầy ơi, cái chữ Ừ. speak hồi nãy á, Ừ. chữ speak ở dưới ơi, khi mà mình nói á, cái chữ đó là, tức là mình dùng một cái phương tiện giao thông nào đó, thì mình dùng cái này làm động từ, hay là khi mà mình ví dụ như là mình đang nói, mình chạy nhanh, cái tốc độ của mình nó nhanh này nọ, thì khi mà mình, một cái người nói chữ speak á, thì mình có được hiểu hai nghĩa không, hay là Yeah, cái chữ luôn, hiện nó tại ở là đây không? nó động từ với lại danh từ luôn. Không không, So ý em là cái nghĩa có nghĩa là mình phải chạy trên một cái xe nào đó thì mình mới dùng chữ speed này, hay là khi mà mình chạy trên chân của mình thì mình vẫn dùng được chữ bất speed cứ cái gì, cái điều cái kiện máy computer mình cũng có cái speed nữa, không? cái máy vi tính đó. Yes, cái CPU ví dụ họ Có hay nghĩa là mấy nói với cái ý nhau của đó, mình là đang nói right, cái tốc độ ok thôi. So speed nghĩa là yes tốc độ. yes I guess it's like, tốc thì mình có độ. thể hiểu là đang chạy Hay xe hoặc là speed. đang Bullet. Chạy. đang đi cũng được, đang chạy trên chân Yep. mình cũng được. Yep, đúng rồi hả? Yes. Yeah. So nó Yes, tốc ok. độ. Yeah. So ví dụ hỏi nha. What is What is the speed the limit in Vietnam speed là gì? limit? Độ Đường giới Việt hạn Nam có giới Việt hạn tốc Nam là độ giới hạn không? tốc độ. Giới độ là Không gì? phải, không. Cái giới hạn tốc độ bên Việt Nam là bao nhiêu? Đường Việt Nam là bao nhiêu? Right. Yes. Yes. Cái mình nói 45 km/h, 50, 100 gì đó. Okay. Còn cái chữ motorbike, motorcycle với lại scooter là mình có cần phân biệt rõ ra không thầy? Not really, yeah. Motorcycle, Ok, so đặc biệt cái motorbike, scooter là cái chiếc nhỏ nhỏ đó, scooter. là 100 tới 150 á, cc đó, thường thường là scooter. Có thể thấp Yes. hơn nó 50 đi, cũng cái bằng cái scooter nó, Nhưng so mà mấy cái chiếc bên mà này nhỏ thì có nhỏ đó. chia làm xe tay ga với lại xe số, thì xe số sẽ được xếp là scooter hay là motorbike? Không, hai cái đó khác, hai cái đó cũng là scooter luôn. Yeah. So nói chung đa số bên Việt Nam các bạn lái là scooter, mà người bản Scooter. xứ họ dùng cái chữ motorbike quen rồi.
Cho nên họ dùng motorbike lẫn lộn với nhau luôn. Mà nếu mà mình muốn phân biệt các cái loại xe nhau á, thì motorbike là chỉ các cái loại phân khối lớn mà cái tải Phân khối cao. lớn đi dập motorbike. Yes. Scooter. Yeah. And then with like motorcycle. 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 Yeah. Can Các I bạn phân ask chữ này you? đi. Mô mô gì? Motorbike. Motor. Đời, đúng rồi, Motorbike. mô đời nha. Đừng có thấy Motorcycle. cái này là mô đò, không Motorbike. phải là mô đò. Mô đời. Mô đời, Motorbike. scooter, Motorcycle. yes. So cái âm đờ này đó, Motorbike. scooter Motorcycle. này đó, nó giống cái âm này, hai cái âm này nó giống nhau y chang luôn. Nó viết khác mà nó giống. Just be careful. Motorbike. Okay, motorbike. 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 Yeah, so nó gì Motorbike. nữa? Mô Motorbike. nha. Motorbike. 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 Motor. Yeah, bike. Motorbike. Motorbike. Yes. Okay. Okay. Okay, let's end here and I'll see you on next week. Or next week. I Yes. can I want now in the American what time? Yeah, sure. So in America, what? In America, what Yeah, time what now? time is it now? What What time time is it is it? now? It's 6:46, là gì? 6:46. 6 giờ Sao 40. giờ? 46. 46. 46. Và 6 giờ 46. AM. 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 Oh, 6 giờ Là gì? 46, 10 A. sáng. Yes. Oh, now, you get, now, I got up at I got up. 3 a.m. Ooh. to Okay. put on my makeup. Oh, really? That's why I look so handsome like this, you know. Put on Yes, you look like handsome, but I makeup. don't think you make up. Natural, huh? Natural Natural, yeah, là thiên natural. nhiên, right? Thiên nhiên. Tự All nhiên right. thôi Tự à? nhiên, Tự tự nhiên. nhiên. Okay. All right, I'll see you next week. Thank you, everyone. And yeah, I'll see you next week. Yes, you Thank next week. you. Thank Bye, everyone. for your Have a time. good day. So nếu nếu bạn nếu Have bạn a nào good mà day. nếu bạn nào mà biết những bạn mà mới học tiếng Anh nó muốn vô đây để học thêm á, nhớ quảng cáo giùm mình nha. Just tell them to come Dạ, nhưng mà thầy here. ơi, cho em hỏi xíu ạ. Okay. Là nếu mà muốn nộp học phí cho thầy thì nộp bằng cách gì? Nộp Học phí cho phí thầy hả? ạ. What? No, mình thật sự là mình miễn phí cho các bạn, mình làm phước để trời phù hộ mình cưới vợ đẹp vậy thế à? Nhưng mà học học nhiều thế này thì ngại lắm thầy. Thì em It's muốn okay. gửi thêm một ý phí. Mai mốt mình về Việt Nam các bạn dẫn mình đi ăn phở hay hủ tiếu gì đó được không? Okay. Ok. Okay. Oh, cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ. All right. Yep. I'll see you later. Bye everyone. Dạ, chào, rất cảm ơn Bye. thầy. Thank you. Dạ, bye. Thank you.